Tiết lộ mới về sức mạnh quân sự Việt Nam gây bất ngờ lớn. Để vào NATO, Ukraine đứng trước hai sự lựa chọn khắc nghiệt. Nhà hoạt động Pháp gọi việc Paris cung cấp vũ khí cho Ukraine là tội ác. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tiết lộ mới về sức mạnh quân sự Việt Nam gây bất ngờ lớn. Tổ chức Global Firepower vừa công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới năm 2023. Theo đó, chỉ số GFP khẳng định Việt Nam vẫn nằm trong top 20 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Xếp hạng sức mạnh quân sự của Việt Nam gây bất ngờ. Global Firepower, tổ chức phân tích quốc phòng nổi tiếng hàng đầu thế giới, đã công bố xếp hạng 145 quốc gia dựa trên sức mạnh quân sự năm 2023. Các cường quốc quân sự lớn nhất và mạnh nhất hành tinh hiện nay là Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Trung Quốc.

Năm 2020, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 23 với chỉ số sức mạnh PI là 0,3988. Chỉ số PI này càng bé thì sức mạnh quân sự càng lớn. Chỉ số bằng 0 có nghĩa là đạt đến độ hoàn hảo, nhưng điều này không đạt được trong thực tế. Trong mục Việt Nam của bảng xếp hạng 2020, cha Global Firepower chú thích rằng quốc gia Việt Nam đang nỗ lực tăng cường lực lượng chiến đấu và các mối quan hệ trong khu vực trong bối cảnh thách thức gia tăng. Đến năm 2023, Việt Nam được xếp hạng thứ 19 trong số 145 quốc gia được Global Firepower xem xét đánh giá GFP hàng năm. Việt Nam có chỉ số sức mạnh điểm PI là 0,28 năm. Mỹ Nga so găng vị thế cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Trong top 10 quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, sự chênh lệch giữa Mỹ và Nga là rất nhỏ. Theo đó dù đứng trên Nga nhưng thực tế điểm Power Index của Mỹ là 0,0712 và Nga theo sát với chênh lệch rất ít là 0,0714, tức chỉ là 0,0002 điểm. Sự vượt trội của Mỹ tiếp tục là do lắm tiền nhiều của, khi vượt trội ở các hạng mục vật chất tài chính, đầu tư chi phí quốc phòng, ngân sách quốc phòng lớn nhất cho đến nay 761,7 tỷ USD. Đồng thời, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ, các lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và viễn thông quan trọng. Trong khi đó, Nga tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Trong khi chi tiêu quân sự của Mỹ lên tới hơn 760 tỷ USD, thì Nga chỉ bằng số lẻ của Washington. Theo xếp hạng mới của Global Fire Power, Nga ở vị trí thứ hai với điểm Power Index đạt 0,0714. Nền quốc phòng Nga vẫn đặc biệt mạnh về các lĩnh vực bao gồm tổng sức mạnh của đội máy bay và tổng sức mạnh của đội vận tải. Trung Quốc xếp hạng 3 với điểm PI là 0,0722. Bắc Kinh ghi điểm nhờ nhân lực và sức mạnh của hạm đội hải quân. Tới tháng 4 năm 2023, Trung Quốc có hơn 761 triệu nhân lực quân sự sẵn có, cùng với 50 tàu khu trục và 78 tàu ngầm cùng nhiều khí tài quân sự khác. Với sức mạnh quân sự ngày càng được củng cố, Trung Quốc tiếp tục trở thành đối thủ quân sự toàn cầu chính của Mỹ. Top 10 nền sức mạnh quân sự còn có Ấn Độ, điểm PI là 0,1025. Anh PI là 0,1435. Hàn Quốc PI 0,1505. Pakistan PI 0,1694. Nhật Bản PI 0,1711. Pháp PI 0,1848. Ý PI 0,1973. Bảng xếp hạng Global Firepower sử dụng hơn 60 yếu tố riêng lẻ để xác định điểm số Power Index của một quốc gia. Tất cả tuân theo các tiêu chí từ sức mạnh quân sự và tài chính đến khả năng hậu cần và địa lý điểm Power Index hoàn hảo là 0,0000. Tuy nhiên, trên thực tế, không có quốc gia nào đáp ứng được thang điểm tuyệt đối của Global Fire Công thức riêng biệt mang tính nội bộ của chúng tôi cho phép các quốc gia nhỏ nhưng có công nghệ quốc phòng tiên tiến, cạnh tranh với các cường quốc lớn nhưng lại kém phát triển hơn về công nghệ quốc phòng cũng như các công cụ sửa đổi đặc biệt. Dưới hình thức điểm cộng và điểm trừ được áp dụng để tinh chỉnh thêm danh sách sức mạnh quân sự được tổng hợp hàng năm. Global Firepower nhấn mạnh, trong khu vực ASEAN, chỉ có Indonesia đứng thứ 13 với PI đạt 0,2221 và Việt Nam PI 0,2855, lọt top 20 nền quân sự mạnh nhất thế giới. Để vào NATO, Ukraine đứng trước hai sự lựa chọn khắc nghiệt. Các nước NATO cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên của NATO chỉ có thể diễn ra sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Báo Eretiv đưa tin rằng, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7 tới, khối này dự định đề nghị Ukraine nâng cấp vị thế đối tác lên một tầm cao mới, nhưng sẽ chưa đề nghị tăng tốc việc kết nạp nước này làm thành viên mới. Các thành viên NATO có ý định cung cấp cho Ukraine hình thức quan hệ thân mật hơn để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev, cũng như ủng hộ việc nước này xin gia nhập khối. Nhưng các kế hoạch cụ thể để trở thành thành viên vẫn còn là một viễn cảnh xa vời. Ấn Phẩm đưa tin theo ekrativ các nhà ngoại giao từ các nước nato thừa nhận khả năng kiev nhanh chóng gia nhập liên minh là không có bởi điều này liên quan đến nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi gia nhập và điều quan trọng là việc kết nạp ukraine phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia trong khối đặc biệt một số quốc gia nòng cốt của nato ở đông âu đề nghị rằng cần phải làm rõ với chính quyền kiev về việc ukraine sẽ trở thành thành viên của nato chỉ sau cuộc xung đột với nga kết thúc đồng thời kiev cũng cần xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để gia nhập khối theo giới quan sát, yêu cầu này là dễ hiểu, bởi nếu kết nạp Ukraine mà cuộc xung đột của nước này với Nga chưa kết thúc hoặc hai bên vẫn còn mâu thuẫn về chủ quyền lãnh thổ, thì Kiev sẽ ngay lập tức kéo khối hiệp ước quân sự này xa vào một cuộc chiến tranh với Moscow do điều khoản về phòng vệ tập thể được quy định trong Điều 5 Hiến trương NATO. Cuộc chiến tranh với một cường quốc quân sự thế giới như Nga là điều mà không một quốc gia NATO nào mong muốn sẽ xảy ra. Như vậy, để chính quyền Kiev có thể gia nhập NATO thì cần phải có đủ hai điều kiện là cuộc xung đột Nga-Ukraine phải kết thúc và hai nước không còn mâu thuẫn gì có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Hiện nay, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điện Kremlin khẳng định sẽ chỉ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt khi giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ mà Moscow cho là thuộc địa giới vùng Donetsk mà nước này mới sát nhập vào tháng 9 năm ngoái. Còn Ukraine khẳng định cả bán đảo Crimea và bốn vùng lãnh thổ mà Moscow sát nhập vào tháng 9 là các vùng đất bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp và nước này sẽ thu hồi lại bằng mọi giá. trước chức Kiev đã nhiều lần khẳng định quyết tâm gia nhập NATO và họ sẽ không từ bỏ đường lối hướng tới khối này. Đặc biệt là vì nó đã được ghi trong hiến pháp của đất nước. Chỉ khi hiến pháp từ bỏ điều khoản quy định liên quan đến điều này thì các chính quyền ở Ukraine mới từ bỏ tham vọng gia nhập khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tuy nhiên việc sửa đổi hiến pháp thường chỉ thay đổi nếu cấu trúc chính trị của quyền lực trong nước thay đổi dẫn tới việc thay đổi chính sách có liên quan thông qua các cuộc trưng cầu dân ý nhưng hiện nay chính quyền thân phương tây vẫn đang cầm quyền ở ukraine và có thể tiếp tục cầm quyền trong những nhiệm kỳ tới do đó có thể nói rằng chắc chắn là chính quyền kiev vẫn sẽ theo đuổi việc gia nhập nato trong nhiều năm tiếp theo Do đó, giới chuyên gia khẳng định rằng chừng nào Moscow và Kiev chưa thống nhất về một thỏa thuận ngừng bắn và ký kết một hiệp định hòa bình, làm rõ về chủ quyền của Crimea, Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugan, thì việc Ukraine gia nhập NATO sẽ không diễn ra. Theo các chuyên gia, việc các chính quyền thân phương Tây được dựng lên sau Maidan 2014, thực hiện chính sách bài Nga và đòi gia nhập NATO là nguyên nhân cơ bản khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Chuyên gia cho rằng, việc kết thúc cuộc xung đột với Moscow chỉ có thể được giải quyết nếu Kiev cam kết không gia nhập NATO hoặc thất bại toàn diện trong cuộc xung đột. Nhà hoạt động Pháp gọi việc Paris cung cấp vũ khí cho Ukraine là tội ác. Nhà hoạt động người Pháp Xavier Mero khi đang ở Goloka thuộc Donetsk nói rằng ông coi việc Pháp cung cấp vũ khí cho Ukraine là tội ác chống lại người dân, truyền thống và lịch sử. Ví dụ khi tôi ở đây, Goloka, tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ bị thương, và những đứa trẻ có cha mẹ đã qua đời. Tất nhiên tôi cảm nhận điều đó giống như một người cha. Vì vậy, tôi hy vọng nếu không phải trên mặt đất thì là trên trời, những người cung cấp vũ khí sẽ phải trả giá vì điều này. Cung cấp vũ khí là một tội ác thực sự. Họ biết rất rõ rằng số đạn dược đó không chỉ dùng để chống lại binh lính mà còn chống lại cả trẻ em. Do đó đây là một tội ác chống lại dân chúng, tội ác chống lại các truyền thống và lịch sử của chúng ta. Ông Moreau nói trong một cuộc phỏng vấn. Có thông tin cho biết Ukraine đã nhận được 18 khẩu pháo Kesa từ Pháp. Ngoài ra, Pháp còn gửi cho Ukraine quân trang, nhiên liệu, đạn pháo và súng, dụng cụ sơ cứu và khẩu phần lương khô, các phương tiện bảo vệ chống bức xạ, hóa học và sinh học. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!